Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Max Mobile. Như chúng ta đã biết thì trong những năm gần đây để có thể sắm cho mình một chiếc điện thoại có thể chơi game thì ta sẽ phải tiêu tốn rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà tuy nhiên với những anh em mà có cái túi tiền eo hẹp một chút thì làm thế nào để chúng ta vẫn có thể chơi game mà số tiền chúng ta bỏ ra nó không quá cao? Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, ta sẽ chơi game trên một cái thiết bị đồ cổ là Xiaomi Mi 4, gồm có là iPhone 8 này, cái game này thì ai cũng biết rồi, FIFA 16. Chúng ta sẽ quay trở về bên cạnh đó là với GTA Vice City, cái hồi mà còn mặc quần thủng đít, ngồi ra ngồi quán net. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lần lượt 4 tựa game xem là tốc độ cũng như là xử lý đồ họa của nó như thế nào để các bạn có thể chọn mua. Và nếu thấy thích thì các bạn đừng quên truy cập vào website của Max Mobile để check xem giá của một em Xiaomi Mi 4 hiện tại nó đang như thế nào. Và bây giờ mình sẽ chơi tựa game đầu tiên là Asphalt 8, rất quen thuộc. Chúng ta có thể thấy là tốc độ load của nó hơi lề mề một tí. Được rồi, mình sẽ vào cái setting để xem là trải nghiệm đồ họa nào là tuyệt vời nhất. Display 2, tất cả đều là 2 nhá. Thực ra thì hôm qua mình đã có chỉnh tay rồi, chỉnh nút nhấc các thứ cho nó ngon nghẻ rồi. Rồi, hơi lề mề một tí nhưng mà cũng có vẻ ổn. Chắc phải chuẩn bị máy đếm kill mất. Ok. Rồi. Quá đỉnh. Vừa vào đã knock out một em. Anh em có thể thấy là trải nghiệm đồ họa trên này rất là ok. Mặc dù là cái chiếc Mi 4 của chúng ta đã ra mắt được khá là lâu, không lát giật lắm. Về đồ họa thì nhìn khá là sướng mắt, đổ bóng các thứ ok luôn. Các bạn có thể thấy là khi mà mình tăng tốc này thì cái nitro của nó thể hiện rất là đẹp. Ôi chết, nitro hết nitro rồi. Không thể cho các bạn sấp mặt. Như vậy thì sau khoảng nửa lap thì mình cảm thấy là chơi Asphalt 8 ở đây rất là tuyệt. Mặc dù là nó hơi loát chậm một tí, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn có được một trải nghiệm đồ họa đẹp này. Chúng ta vẫn có những cái hiệu ứng như là đổ bóng hay là bám bụi vân vân. Mình sẽ chấm khoảng 4,5 trên 5 cho cái em Asphalt 8 ở trên Xiaomi Mi 4. Bây giờ mình sẽ đến với một tựa game rất là hay, FIFA 16 Ultimate Team. Mình cảm giác khi vào game thì nó rất là mượt, không có gì chậm chạp hay là giật lag cả. Đây, mình sẽ thay cái thằng em Vân này vào đây để cho nó đá Hà Nội. Chứ đội hình yếu quá, không biết có đá đấm được như nào không. Play match. Ok, vào game. Chào mừng các bạn đã đến với trận đấu giữa MCB và RAI. Tăng tốc. Căng ngang. Không được. Úi dồi ôi. Zidane, Zidane. Rất hay, pha cắt bóng rất tốt của em Vân. Mình chơi hôm nay mình chơi dưới tay một tí, nói chung là đồ họa của game rất là tốt, trải nghiệm rất sướng này, không có lag giật gì cả. Ok, mình sẽ thoát ra tựa game cuối cùng để trải nghiệm với anh em, đấy là GTA Vice City. Ôi rồi ôi, game này thì mình lại chuẩn bị thêm một cái nữa cho anh em. Đấy là một chiếc bàn phím. Anh em biết điểm gì không? Để chúng ta sẽ cheat. Anh em sẽ chơi cheat ở trên cái này. Mình sẽ chuyển sang cái súng minigun để mình chọi mấy thằng cớm. Chết này. Chết. Mình nói tiếp, mặc dù đây là game cũ của PC nhưng mà lên đây nó vẫn là game nặng. Mà game nặng trong cái chiếc Mi 4 này nó loát rất là ok. Sao ui ui cớm cớm. Mày này. Cớm này, cớm rồi, cớm rồi, cớm rồi. Chạy luôn. Ôi ôi. Úi dồi ôi, chết rồi. Ok, vậy thì sau một lúc mình trải nghiệm thì mình cảm giác là các bạn có thể thấy luôn là nó trải nghiệm game rất là tốt này. Không có lag giật, âm thanh thể hiện sống động. Mình sẽ chấm cái tựa game này là 4.5/5. Như vậy thì mình xin tổng kết luôn. Cái chiếc Mi 4 của chúng ta mặc dù đã ra mắt được một vài năm rồi, được khoảng 2 năm. Thế nhưng mà cái trải nghiệm chơi game trên chiếc Mi 4 này là rất tốt. Nên là các anh em nào mà có hứng thú muốn chơi game tiếp trên một cái con máy hiện tại đang có giá không cao thì anh em có thể truy cập vào website của Max Mobile để tham khảo giá bán cũng như là biết được chính sách bảo hành của Max Mobile. Và rất mong được gặp lại các anh em trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.